Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hiện đối tượng Lò Văn Sương, sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Non Hẻo, huyện Sinh Hồ, đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi sát hại cô gái trẻ. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Sương khai nhận từ cuối năm 2023 trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Sương và chị Lò Thị L, sinh năm 2003 tại bản Phiên Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, đã có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết Nguyên đán được nghỉ, cả hai đã về nhà chị L tại Tân Uyên chung sống và mua trả góp một xe mô tô Honda Way Alpha chưa lắp biển kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian Tết Giáp Thìn, do chơi bời thiếu tiền nên Sương đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sinh Hồ. Từ đó, giữa chị L và Sương thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Vào chiều ngày 5 tháng 3, Xương đi uống rượu ở trong bản phiên án về đã bị chị L chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình hai người cãi vã, Xương đã lấy một con dao chém chị L, làm nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết với kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nghi phạm và các chứng cứ khác, mà cơ quan điều tra thu thập được có đủ căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự với tình tiết là hành vi có tính chất côn đồ. Lời khai của đối tượng phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân và phù hợp với hung khí gây án thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Luật sư Cường cho biết thêm, kết quả xác minh sự việc cho thấy chỉ vì lý do mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn. Hành vi này có tính chất côn đồ, đã tước đoạt trái pháp luật tính mạng của nạn nhân, nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội giết người. Diễn biến sự việc cho thấy, ý thức coi thường pháp luật của đối tượng này, lối sống hưởng thụ, buông thả và ý thức coi thường pháp luật coi thường quyền lợi của người khác là những nguyên nhân khiến đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhân thân của đối tượng này, làm rõ diễn biến hành vi và nhận thức, ý thức chủ quan của đối tượng này đối với hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi cầm cố chiếc xe mô tô được thực hiện như thế nào, đối tượng này nợ nần có phải do thực hiện hành vi đánh bạc trái phép hay không để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Bây đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Văn Bình, 54 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, để điều tra về vụ em trai dùng rượu chém cả nhà anh ruột. Theo thông tin ban đầu, ông Bình và Nguyễn Văn Hiến, 64 tuổi, là anh em ruột, ở sát nhà nhau tại thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn về đất đai từ trước tới nay. Trưa ngày 4 tháng 3, ông Bình và cháu gái là Nguyễn Vũ Thụy Vi, 19 tuổi, con ruột ông Hiến, tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, bà Vũ Thị Thu Phương, 54 tuổi, mẹ Vi, lấy một cây gậy gỗ đánh lại ông Bình. Bị hai mẹ con chị dâu đánh, ông Bình chạy vào nhà lấy một con dao rượu chém liên tục khiến hai mẹ con chị dâu gục xuống đất. Vẫn chưa hết bực tức, ông Bình chạy xe máy lên rẫy của ông Hiến ở huyện Đắc Trờ Lấp, tỉnh Đắk Nông, cách nhà khoảng 5 km tìm gặp. Khi vừa thấy ông Hiến, Bình cầm rựa lao đến chém, khiến một bàn tay của anh ruột đứt lìa. Phát hiện sự việc, con trai ông Hiến chạy từ trong rẫy ra can ngăn, thì Bình vứt dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, bà Phương đã tử vong vào sáng ngày 7 tháng 3 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hiến và con gái hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Sau khi gây án, ông Bình đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi giết người. Theo thông tin từ ông Lưu Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai xác nhận, vụ một nữ sinh bị đâm chết do mâu thuẫn trên mạng. Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 6 tháng 3, Công an phường An Bình nhận được tin báo vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra trước trường mẫu giáo Sơn Ca, phường An Bình. Hậu quả là em Phan Nguyễn Ngọc Hát, 18 tuổi, chú phường An Bình, học sinh lớp 11A6, trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê bị đâm tử vong. Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 6 tháng 3, em Phan Nguyễn Ngọc Hát và em Trần Thị Minh Thờ, 19 tuổi, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Y Đôn, huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai, đã hẹn gặp nhau tại khu vực trước cổng trường Mầm Non Sơn Ca, thị xã An Khê để giải quyết mâu thuẫn. Tại điểm hẹn giữa nhóm của nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát và nhóm nữ sinh Trần Thị Minh Thờ đã xảy ra xô xát đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, em Trần Thị Minh Thờ đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người khiến em Phan Nguyễn Ngọc Hát tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã An Khê. Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ. Theo nguồn tin cho biết, không lâu sau khi xảy ra vụ việc, nữ sinh Trần Thị Minh Thờ đã đến cơ quan công an đầu thú. Bạn bè của Hát cho biết giữa cháu Hát và cháu T có tham gia bình luận một nội dung gì đó trên mạng xã hội dẫn đến mâu thuẫn. Đến chiều ngày 7 tháng 3, rất nhiều bạn học thầy cô giáo của em Phan Nguyễn Ngọc Hát đã tới thăm hỏi. Thầy Trần Công Thường, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, Gia Lai chia sẻ, Hát là một học sinh ngoan hiền, tham gia năng nổ nhiều hoạt động trong trường, hoạt động phong trào đoàn. Sự việc xảy ra quá đáng tiếc, nhà trường đã đến nhà hỏi thăm, chia sẻ sự đau thương mất mát với gia đình nạn nhân. Theo vị này, sau khi sự việc xảy ra, gia đình nữ sinh tấn công đã tổ chức thăm hỏi chia sẻ với gia đình học sinh tử vong và nắm thông tin ban đầu sự việc. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đồng Xuân Điệp về tội giết người. Theo thông tin điều tra từ công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó Đồng Xuân Điệp 50 tuổi Chú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh có quan hệ tình cảm sinh sống với chị BTG như vợ chồng tại nhà riêng của chị Điệp tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Trong thời gian sinh sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến tối ngày 4 tháng 3, khi đang ăn cơm tối, BTG nói với Điệp muốn chấm dứt quan hệ tình cảm giữa hai người do vẫn bực tức từ các mâu thuẫn trong sinh hoạt phát sinh trước đó, cùng với việc biết chị Dê muốn chấm dứt quan hệ tình cảm nên đồng xuân điệp nảy sinh ý định sát hại chị dê sau đó điệp tấn công nạn nhân bằng tuyếp sắt dây dày sau đó điệp sử dụng ma túy rồi nằm ngủ cạnh thi thể của nạn nhân đến sáng ngày 5 tháng 3, khi nghe thấy có người gọi cửa điệp đã cầm theo một con dao bầu điều khiển xe máy bỏ chạy và ngã xe và bị thương điệp sau đó được người dân đưa lên trụ sở công an phường bắc sơn tại cơ quan công an điệp đã thừa nhận hành vi phạm tội Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 3, lãnh đạo phường Bắc Sơn thành phố Uông Bí cho biết, cơ quan công an thành phố Uông Bí đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Cụ thể vào hồi 10 giờ 12 phút ngày 5 tháng 3, chính quyền phường Bắc Sơn thành phố Uông Bí nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà đồng Xuân Điệp, tổ 11A, khu 9 phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí phát hiện một người phụ nữ tử vong, vùng đầu có nhiều vết thương. Nạn nhân được xác định là chị BTG, sinh năm 1979, trú tại tổ 28, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. Chỗ ở hiện nay thuộc tổ 1, khu 1, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Ngay sau khi nhận tin báo, Ủy ban nhân dân phường đã báo cáo lực lượng công an thành phố triển khai xác minh vụ việc. Qua thông tin thu thập, công an đã xác định nghi phạm là Đồng Xuân Điệp, sinh năm 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng tổ chức truy xét, truy tìm đối tượng và đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Điệp khi đang lẩn trốn trong bụi cây tại đường Liên Khu vào Chùa Phổ Am thuộc Tổ 16, Khu 7, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, thu giữ trên người đối tượng một con dao nhọn. Đối tượng Đồng Xuân Điệp có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV là đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy của Công an thành phố Uông Bí. Đối tượng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.